NBA, NBA, đây cũng là NBA. Không đội xanh nữa, ngày hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn một chiếc cạc đồ họa đến từ đội đỏ và cực kỳ mới, 7900 Golden Rabbit Edition, hay còn gọi là 7900 Rare. Và phiên bản mình đang có mặt ở đây thì đến từ thương hiệu Sapphire. Sapphire Nitro Plus 7900 Rare Gaming OC Edition với 16GB RAM. Và không để các bạn mất thêm thời gian nữa, bắt đầu thôi. Nếu như với NVIDIA thì họ có rất nhiều những chiếc cạc đồ họa trải dài cho từng phân khúc, từ giá tiền cho đến khách hàng. Tiêu biểu như là 4060 cho tầm trung, cận cao sẽ là 4070 Super và 4070T Super. Cao cấp hơn nữa thì là những chiếc 4080 Super và trùm cuối chính là 4090. Thì với AMD họ lại có ít sản phẩm hơn. Và ở series 7000 thì chúng ta sẽ có những cái tên tiêu biểu như sau: 7600XT cho tầm trung, cận cao sẽ là 7700XT, 7800XT, cao cấp sẽ là 7900XT và cuối cùng mạnh nhất vẫn sẽ là 7900XTX. Và chiếc cạc đồ họa 7900 Rare đang có mặt ở đây thì nó sẽ nằm ở giữa phân khúc 7800XT và 7900XT và nó sẽ cạnh tranh trực tiếp với chiếc cạc đồ họa 4070 Super của NVIDIA. Về thông số kỹ thuật, RX 7900 Rare sở hữu những thông số đáng nể với 80 đơn vị tính toán thế hệ mới nhất RDNA 3 của AMD, cung cấp 5120 luồng xử lý, xung nhịp bình thường ở mốc 1880MHz và boost lên là 2245MHz. Đặc biệt chính là hỗ trợ lên đến 16GB RAM với tốc độ rất cao là 18GB và bus là 256bit. Những thông số này sẽ kém hơn khi so với mẫu AMD 7900XT nhưng sẽ khá tương đồng với mẫu cạc đồ họa 4070 Super của NVIDIA. 7900 Rare sẽ thua một chút về xung nhịp khi so với 4070 Super nhưng sẽ thắng thế hơn việc sở hữu nhiều VB RAM hơn, 16GB RAM so với 12GB RAM và bus bộ nhớ là 256bit so với 192bit. Và đặc biệt là nhóm khách hàng hai chiếc cạc đồ họa này hướng đến đều là nhóm khách hàng cận cao cấp, muốn làm chủ trò chơi ở độ phân giải 2K với mức thiết lập cao nhất, với tần số quét hình đủ nhanh để có thể đáp ứng được những chiếc màn hình có tần số quét cực cao mới vừa được ra mắt trong thị trường ở thời gian gần đây. Và về lý thuyết là như thế, nhưng về hiệu năng thực tế thì nó sẽ như thế nào? Hãy cùng mình đánh giá thử sau bài test sau đây nhé. Đầu tiên sẽ là một tựa game rất nổi tiếng, Cyberpunk 77 ở độ phân giải 2K Ultra Setting, thì FPS trung bình ở 4070 Super là 75 và 7900 Rare là 84. Thông số nhiệt độ và điện năng tiêu thụ khá tương đồng nhau. Kế đến là một tựa game thế giới mở rất nổi thời gian gần đây, Palworld. Ở độ phân giải 2K với Epic Setting cao nhất thì FPS trung bình ở 4070 Super là 102 và 7900 Rare là 78. Nhiệt độ, điện năng tiêu thụ tương đồng nhau. Về sự chênh lệch FPS này thì phần nhiều là do tựa game này được tối ưu tốt hơn cho Vega của NVIDIA. Và cuối cùng là tựa game The Last of Us Part 1, cấu hình rất nặng, mới được up lên PC gần đây, thì cũng ở độ phân giải 2K Ultra Setting, FPS trung bình ở 4070 Super là 84 và 7900 Rare là 86. Nhiệt độ cũng như là điện năng gần như không có sự chênh lệch. Có thể nói qua những bài test thì hiệu năng của hai dòng cạc đồ họa này khá tương đồng nhau. Ở mốc 2K Ultra Setting thì hai chiếc cạc đồ họa này đem lại những thông số rất tốt. Và khi ở 4K thì cả hai đều dần tỏ ra đuối sức. Mốc FPS trung bình sẽ ở dưới 60 và đôi khi nó sẽ đạt mốc chỉ là 30 hoặc 40. Chắc chắn khi ở độ phân giải này chúng ta sẽ cần một chiếc cạc đồ họa cao cấp hơn. Cuối cùng chính là lượng điện năng tiêu thụ. 7900 Rare sẽ tiêu thụ nhiều hơn 4070 Super từ 40 đến 50W. Và khi chúng ta so sánh với lại thông số của nhà sản xuất thì 650W trở lên cho 4070 Super và 700W trở lên cho 7900 Rare. Nên các bạn cần cân nhắc thật kỹ khi mua nguồn nhé. Tổng kết lại, với 7900 Golden Rabbit Edition thì AMD đã thực sự làm rất tốt khi họ đã nhận được rất nhiều đánh giá tích cực từ cộng đồng quốc tế, từ hiệu năng sản phẩm cho đến giá thành. Có thể trong năm 2023, NVIDIA là kẻ thắng thế, nhưng trong năm 2024 này thì câu chuyện chưa chắc đâu. Và hiện tại, sản phẩm này đã có mặt tại MyGear và mình sẽ để link ở dưới phần mô tả nhé. Còn bây giờ thì xin chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau. Bye bye!